xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob Signal. Xin chào. Ok, thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là Ba Thanh Niên. Chào mọi người đi, Ba Thanh Niên này. Chào mọi người. Rồi, đấy các bạn thấy không? Chưa kịp chào xong bắt đầu đã lùa quánh nhau lộn cổ sứt đầu mẻ chán rồi. Thôi, chào đảo đây. Noob trở lại bên đồ nha. Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Bedrock Lucky Block. Đấy các bạn thấy không? Một loại Lucky Block nghe cái tên thôi, bắt này lại bắt mình siêu cứng rồi. Nghe cái tên nó thấy gọi là cứng đến nỗi mà không dùng tay để đập được rồi các bạn ơi, kể cả cúp. Đấy, không nhưng mà thực ra ngày hôm nay là dùng tay vẫn đập được. Đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng tay để đập Lucky Block Bedrock và bảo vệ giường các bạn. Đấy. Ui, vừa vào được ngay quả áo, à đâu quả mũ. Ui, quả mũ nhìn to ấy nhỉ. Rồi, 6 giáp các bạn ạ. Chất lượng ấy. Ôi. Ok, ngày hôm nay là chúng ta sẽ cung. Uầy, cung Bedrock các bạn ơi. Wow. Trời ơi, cung này là không cần ấy luôn ạ. Không cần tên vẫn bắn được. Oh my god, ghê ấy. Rồi, tôi được cái cung Bedrock các bạn ạ. Rồi, cái gì đây? Đôi giày Bedrock. Ui. À, mình biết rồi nha. Cái này tính ra là có nhiều loại gọi là đồ Bedrock lắm. Thế nên là chúng ta sẽ ngày hôm nay sẽ tìm ra cái món đồ Bedrock xịn sò nhất ở trong đây. Đấy, bạn thấy không? Ui, hình như là hai cái này là cùng một ấy này. Cùng một set này. Đấy, nhìn nó có vẻ Bedrock này có vẻ là mọc rêu hơi bị lấm lem nhỉ. Bedrock phải để lâu lắm sao nhìn nó xinh lè xinh lét này. Trời ơi. Đang xem nào. Ui giời, thuốc này. Không, tôi thấy là 10 giáp. 13 giáp, cái này 3 giáp. Cái này nhiều giáp hơn nhưng mà cái này để hình như là mặc nguyên một set vào là nó sẽ có thêm hiệu ứng các bạn ạ. Ui, 100% kháng nó knockback. Thì chắc là nó sẽ xịn hơn. Rồi ok. Ui, lại còn có cả set đồ khác nữa này. Giỏi luôn. Ok, chúng ta cứ từ từ thôi. Đây rồi. Có cờ nóc bách đây rồi. Ờ, cờ nóc bách cả núp mà mặc nguyên một cái set này thì đánh đến sáng mai cũng không cờ nóc bách nữa bạn ạ. Ui, núp có một cái ultimate cái gì đây? Cái này là cái này là có thể sử dụng được 4 loại các bạn ạ. Vũ khí à đâu 5 loại các bạn, vũ khí xẻng. Ui. Cuốc. Trời ơi, kéo. Tổng hợp nhiều loại đây. Thôi ơi, à, đại khái nhưng mà tóm lại là có cả cúp ở đây. Nhưng mà không đào được Bedrock các bạn ạ. Ok, chúng ta được lại được đôi giày nè. Đôi giày từ từ. Thôi xem rằng là. Ui, cái áo này. Cái áo được cùng một set của cái đôi giày này này. Đấy. Sắp được rồi. Ui, cái gì đây? Rồi lại một, hình như là đây hai này là cùng một bộ này. Chúng ta cứ từ từ xem là được một bộ nào. Cái này lại là bộ khác à? Ui, cái này 12 giáp lận. Trời ơi, nhiều những cái món đồ mà mình thấy lạ thường. Láo với chúng tôi. Thật là kỳ lạ. À, chúng ta có gì đây? Lại là đôi giày. Đôi giày lấm lem các bạn, đôi giày Bedrock gọi là để lâu ngày. Hình như là mình mặc cái bộ đồ không phải, thực ra thì nó con người xương bắn xịt, mình cứ tưởng là mặc bộ đồ Bedrock cứng quá, con người xương nó bắn nó không chạm tới gọi là da của mình cơ các bạn, nhưng mà thật ra là không phải, nó bắn xịt. Trời ơi. Nhìn thấy cái mũi tên bắn mấy lần nó cứ bắn xong nó bị quay ngược lại. Thế sai. Rồi ok. Ui gạt với chúng tôi. Gạt với chúng tôi mà ngon à từ nha, mình sẽ để Lucky Block đây đấy. Dùng cái này. Có cái dìu đây rồi. Dìu siêu xịn sọ. Nhật. Con này khỏe thế. Rồi bỏ đi bạn. Rồi lại được thêm cái áo lấm lem nữa bạn. Ui, tính ra set đồ lấm lem này mình sắp được một set rồi này. Cái quần nữa thôi. Ok. Mình dùng cái rồi, lại tiếp tục lấy dìu, mình dùng cái đồ gọi là tổng hợp 4-5 trong một này là cũng xịn đấy. Rồi bây giờ là mình đang có xem nào cái mũ. Tính ra là còn thiếu cái quần nữa đó bạn. Còn thiếu cái quần đó là mình được nguyên một set đồ này rồi. Rồi, ok. Cứ từ từ thôi, chúng ta còn thiếu cái quần nữa. Ui, đôi giày này. Đôi giày này. No, đừng giết tao. Rồi, con thỏ giết mình các bạn. Set đồ Bedrock này, con đến con thỏ nó cắn nó không bị gãy răng nhỉ? Xong rồi. Bình thường. Rồi, dùng cúp còn không đập được mà răng cái con thỏ cắn đến nỗi mà cắn được xuyên thủng cả Bedrock các bạn thấy không? Ghê không? Trời ơi, cứ ngắc luôn. Rồi, ok, chúng ta được một cái áo. Áo này mình có chưa? Áo này nhìn giống áo này áo khác này. Cái này với cả cái này là một bộ này. Các bạn thấy không, nhìn nó nhận tên thì giống nhau nha. Ui cái này không phải cái này. Sang đây thanh niên này. Quá nhầm nha. Ui.
cái này là nhìn là giống nhau thôi, nhưng mà chúng ta phải để à, tên giống nhau chúng ta phải để ý gọi là cái gọi là hình ảnh ấy. Đấy, rồi ui rồi lúc được một cái cúp gọi là 1 triệu sức tấn công bạn này, cái cúp Bedrock. Ui mà cúp này cũng không đào được Bedrock, cúp này chỉ là cúp để đánh nhau là ui cũng được các bạn. Rồi ok, đào xem được, đào thực ra cũng nhanh đấy. Rồi chúng ta lại được thêm cái áo này. Ồ cái áo này mình có rồi. Ui đồ Bedrock này là có thể phá vỡ được này, nhưng mà đồ này thì không, có một món đồ là không thể phá vỡ được. Gì đấy à, nhưng mà nổ vẫn chết nhờn. Rồi cái vũ khí này là vũ khí chấp mọi gọi là quái vật. Ơ con ngựa bay như điên này. Ô được cái quần dài. Ui mình đã được nguyên một set đồ ấy rồi các bạn ơi. Ngon nha, ngon nha. Rồi chúng ta đã được nguyên một set đồ, và bây giờ cái gì đấy, cho bạn 100% khẩn nóc bách, kháng khẩn nóc bách cho tăng 20 máu. Wow. Rồi chấp vanh khẩn nóc bách luôn, vanh đánh như sáng mai. Đập hết lúc kia đi rồi, thêm. Ok mình sẽ đập đập thêm mấy, ui giời, đập thêm mấy cái nữa thì mình sẽ bắt đầu đi xâm chiếm rồi bạn. Chả biết là đồ là đồ xịn, nhưng mà chúng ta có được nguyên một set đồ chúng ta mặc thôi. Đấy. Wow. Quá trời quá đất luôn, nhiều thế nhở. Cái kiếm này lởm nhở, 7.5 sức tấn công bạn, hơn mỗi kiếm kim cương một xíu. Người Ender của chúng tôi ấy được ngọc Ender luôn. Hợp lý. Chúng ta được mỗi viên ngọc Ender thì có thể giúp mình bay. I can fly high. Không bay được rồi. Nhờn với chúng tôi, nhờn với chúng tôi. Sao lắm quái vật thế nhở. Ủa rồi. Rồi còn 22 cái lúc kim block nữa. Thôi tôi đập nốt đi các bạn, lỡ rồi. Emerald. Mình bây giờ cần là cần ui láo này, cần ngọc Ender các bạn. Toàn sầm mê xét các bạn. Đến giai đoạn này tôi đập ra toàn mấy cái thứ đen đủi thôi. Không rồi, không rồi, không rồi, không ổn rồi. Ui có cái gì đấy. Như là có cái dìu này, dìu Bedrock các bạn, 13 sức tấn công. Trời ơi quá trời xịn luôn. Mà nhờn. Rồi áo này, có cái cúp này. Hình như là cái... sao có cái mũ rêu này nhìn to nhưng mà đội vào không thấy to nhỉ. Ồ có cái, à đây rồi. Cái cúp này đào được Bedrock rồi các bạn ơi. Ui giời. Cái gì cúp gì đào được Bedrock? Có cái cúp đào được Bedrock này, nhưng mà đào hơi chậm các bạn. Phải không ta, mình nhìn có lầm không ta? Mình nhìn rõ ràng là chết tở hay là hoa mắt này không? Đúng rõ ràng, đúng thấy là ơ, mình nhầm à? Nhầm rồi, ôi giời ơi. Rõ ràng là từ nha, đây các bạn nhìn lại. Rõ ràng lúc thấy là những cái mảnh vỡ đến từ Bedrock bắt đầu nó nứt dần mà nhở. Ấy đây. Đấy nha, các bạn nhìn ra xem nhá, tôi đào cho bạn xem. Rõ ràng đấy nó bắt đầu nứt cả. Bạn ấy vỡ rồi. Đây Bedrock này. Ui giời ơi. Nhầm tí nào. Tôi lại xem cái cụm này thì sao. Không, cái cụm này không có hiện tượng nứt gì luôn. Trời đó, nhìn là biết liền à. Đó, thời chỉ có cái cụm này thôi. Cúp gọi là pickaxe cùi bắp này thôi. Nhìn thấy thôi các bạn ơi. Nhìn nó cùi thôi nhưng mà nó không cùi như các bạn nghĩ đâu. Nó đào được Bedrock rồi, nó ghê gớm lắm ấy. Rồi à, chắc là mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình di chuyển đi chiến đấu thôi. Chứ giờ mình mà tính ra là nếu mà mình đào Bedrock ấy thì cũng được. Mà đào Bedrock để bảo vệ giường thì lâu lắm. Ok chúng ta sẽ đúng thật, có một cái cúp có thể đào được. Có một cúp đào được mà. Chúng ta bóc vào lóc rồi bạn. Một ngọc ăn đời để dành. Nên để dành các bạn. Xong xíu ném thục. Thực ra một ngọc ăn đời chỉ bay được ra giữa thôi là thôi cứ làm gì thì làm bạn. Hấy xem ta đây. Ôi hụt rồi. Trời ơi biết ngay mà các bạn ơi. Thanh niên Zeno này lại bắn cung à? Vô đây. Té thôi. Bắn đi. Ui trời. Bắn đi. À, thanh niên núp cũng dùng cái cúp kia kìa. Cúp xịn mà. Rồi cúp xịn là phải dùng tất chứ. Bắn đi. Yên tâm một điều là không bị đẩy lùi bạn. Tôi không sợ cung. Tôi lao tới như một vị thần. Đẩy đi. Đẩy. Trời ơi, có cái cờ nóc bách mà như không nhá. Đúng nhây. Rồi, trời ơi. Dầu nhất đây. Tuyệt chiêu của tôi đây.
Tuyệt chiêu gì? Chết rồi, đứng yên đi. Xem ba. Đứng yên đi. Ê này, cho test thử cái đồ này cái nào. À, test cái gì? Test đồ đây. Đánh chết đâu, khổ quá cơ. Ơi. Ai ai ai. Tới đây. Khở nó bắt. Khở nó bắt. Rồi đúng rồi. Ui, tí nữa ngã. Ờ, thực ra thì không phải ngã do mình bị đẩy đâu mà ngã là do mình tự lao xuống ấy. Ui. Cái dạng được đấy. Nút dùng cái gì ghê. Đâu, đây là nút mặc được nguyên một set đồ à, nút có thể là ấy. Nút có thể là kháng khả năng bách. Wow, gì đó. Ừ. Tên nhiên bay đi rồi. Bay bay về nhà rồi. Bay bay đi bay lại bạn, nhìn khó chịu thật. Nhà đây. Mình bọc siêu to luôn. Bọc siêu to đâu, để nút ra bọc cho yên tâm, trời ơi. Ai đây, ui ơi, giữ cái mình. Ui, tin thương ngay. Đâu lên, tấn công, chả lo gì bạn, không sợ cung, không sợ gì cả. Wow, không sợ cung. À, chả sợ cái gì đâu. Tạm này, ta chỉ sợ gọi là mấy thanh niên là lừa vào bẫy thôi. Ui, thanh niên vanh rồi. Nhốc, nhốc lúc lại. Nhà thanh niên vanh đâu nhở? À, hơn nhau một cú đập rồi. Láo này, ui, tôi đập nghe đến tiếng nổ bụng một cái rồi. Ui, các bạn thấy không, đồ bedrock đã bị vỡ. Hơn nhau một cú đập rồi. Rồi bên nhưng lại bị vỡ. Ui, lại đập chậm hơn. Rồi, ok, vành chết rồi. Đâu, vành thử đập lúc nào. Ui, tiếp ờ, nói chung là kiểu cái cúp này là ai đập trước thì chiến thắng các bạn ạ. À. Thế nên đâm ra là cũng phải nhanh nữa. Còn cái bộ áo giáp này thì chắc chắn là kháng khả năng bách 100% rồi. Ui, gắt luôn. Trời, gắt luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ đến game đấu cuối cùng nào mọi người. Đấy, thì nào, nút chọn. Đấy, nút chọn kim cương này. Bạn nhá, anh Khang đi cẩn thận nhầm nhá nhá. Đi kẹt rồi. À đây rồi. Tôi không thích nó. Emerald. Lần này thử mặc set đồ khác xem nào. Set đồ kia để kháng 100% khẩn nóc bách rồi. Ồ, được cái gì đây, được luôn cái cung xịn cho con bò. Ồ, được cái dìu luôn bạn ơi. Dìu xịn cho con bò. Dìu xịn cho. Dìu, ôi dồi ôi. Dìu này chém hơi chậm nha. Ai bóng à, có nước các bạn thấy không? Trời ơi, ghé đầu một cái. Thôi chạy à, anh phù thủy hung hãn. Rồi. Ồ, lại được thêm cái áo nhem nhuốc. Ồ, lại được thêm cái áo nhem nhuốc. Rồi, con bò à? Biệt đội chó. Lại là chó. Ủa. Rồi, ok. Anh đã chọn cái chết. Ui ôi, trâu tê. Trời ơi. Trời ơi, sao toàn phù thủy. Toàn phù thủy này. Ôi là tôi nhận được cái The Real Master bạn ơi. Gọi là mũi khoan phiên bản cúp. Rồi, ok. Đấy. Ui, mày quá. Ui, được cái cung này, được cái cung. Hai cái cung luôn bạn ơi. Sức mạnh của cung. Bắn. Ui, sao cung làm thế, cung bedrock mà. Rõ ràng cung làm từ cái block cứng nhất mà nó lại như thế các bạn. Chưa dược sơm. Ui ôi. Rồi luôn, toàn quái vật luôn các bạn ơi. Sau đây là hòn đảo kim cương mà có phải là hòn đảo. Ôi này tôi có kiếm rồi. Sao mình nhờ nó. Mày nhờ nó. À, thôi em xin lỗi. Đấy bây giờ ui thanh niên nào còn đào luôn cả cái cổng vàng của nhà nào tôi kìa. Thanh niên đã đi làm mắc may mắn rồi. Chơi dạo được nha. Dơ. Làm được nha. Ôi trâu tê. Cái kiếm này 7. Ui dồi, kiếm này 75 sức tấn công các bạn. Bảo sao tôi đánh mãi. Đánh nứt người ra rồi mà nó chưa chết. Mặt kê. À là có bắt đầu nó sao. Ui mũi tên thế. Ơ hay là phải dùng mũi tên bắn mới đau nhở. 53 này tôi phải bắn ạ. Ơ vẫn thế mà. Bắn có mất mũi tên khỉ ho có gáy này đâu. Tính ra vẫn thế các bạn ạ. Rồi. Không cần đạn. À không cần tên. Vẫn bắn được các bạn. Đây là phiên bản U. Rồi. Chúng ta có gọi là mắc may mắn đây rồi. Đây là phiên bản cung tên vô hạn. Nhưng mà của bedrock. Không cần tên cũng bắn được. Ui ôi làm mũi tên thế. Ui. Ai ạ. Đống ấy luôn. Ui dài. Ây xa. Thôi mình lắp lại ra này. À, chúng ta à, có đào bé đóc chế cái quần được không nhỉ? Đào đi. Đào. Cái thời gian đào cũng được, nói chung là cũng được ấy. Đào được ấy Zeno, nên thử. Mỗi thời hơi mất thời gian tí rồi. Vì là đào ra thông tí.
yếu ra gõ một cái vỡ hết đồ. Wow. Trời ơi, con này trâu quá. Trời, các bạn ơi. À, phù thủy thành tinh. Phù thủy thành tinh. Khổ. Tôi khổ quá mà Bedrock bị con phù thủy nó hành cho như con ấy. Cay thật sự bạn. Ấy nó lại ra đây ném cái khí ho cò gáy thì ui ôi, thôi cái này chỉ mang em 16 giáp mà vẫn. Tôi bực quá các bạn ơi. Thôi chắc là tôi mặc cái bộ đồ gọi là Bedrock lấm lem này đi. Rồi, lại là cái mũ. Giày. Bốp. Ôi, có ngọc Ender. Ú, có ngọc Ender kìa. Nhanh 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 nhanh. Các bạn, ngọc Ender là cái thứ gì đó mà nó rất là xịn sò con bò. Nên dùng. À, gậy bật lùi. À, gậy bật lùi, lại gậy bật lùi. Thì lại có gậy bật lùi các bạn. Ú, cái gì, cái gì, cái gì. Ú, nhàn, 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 nhàn. Nhịn, nhịn chúng bay lâu lắm rồi nha. Cả con này đó. Nhịn chúng bay lâu lắm rồi nha. Lâu lắm rồi. Đấy, bây giờ phút này nó không nhịn. Đấy, rồi, ok, xong. À, đấy các bạn, thực ra là tôi giả vờ, tôi nhịn thôi. Rồi, đến thời kỳ đồ VIP chứ thật ra là không có đồ thật. Không, thực ra là chả... Ui, có cái cúp gì này. Bedrock PX này, cái này có đào được không? Rồi, không đào được Bedrock rồi bạn đây. Chỉ có một cái cúp duy nhất là đào được Bedrock thôi. Ok, chúng ta vẫn còn... Ui, thôi, còn nhiều lắm, yên tâm. Ui, đây rồi, có quả cúp xịn xò rồi. Cúp 1 triệu sức tấn công của Bedrock này các bạn đây. Rồi, nhưng mà mình còn nửa trái tim. Ui, có dìu này. Đây này, có mấy cái đồ mà cán kim cương này này thì mới đào được Bedrock nha. Cái cúp cán kim cương này nó, cái tay cầm nó bằng kim cương ấy. Nhờ, đôi giày. Đôi giày. Áo. Mũ. Ui, thiếu cái quần nữa thôi. Mà mình có tính ra là cũng xịn xò con bò rồi. Trời ơi, đồ Bedrock bị thỏ giết. Trời đất ơi. Vui. Bạn thấy không? Một block cứng cứng nhất của đất rồi bị con thỏ nó cắn xuyên qua lớp áo giáp. Thật là amazing. Thỏ này gắn gắn. À, luôn đập cái gì nhở? Đập ốc. À, Bedrock nãy giờ được 3 cục. Bedrock. Bao giờ cho đủ bọc hết cái giường. Cố lên Vanh. Thế thì thay vì thế thì Vanh có thể là đi mang cúp đi đào được mà. Uầy, mình muốn khởi khởi knockback nè. Trời ơi, khởi knockback à. Khởi knockback tới đây. Khởi knockback mình chúng tôi à. Ui, hai gậy khởi knockback luôn ạ. Tắm tê. Ok, được cái áo lấm lem. Và còn 27 cái viên kim cương, block kim cương này nữa. Thì chắc là mình sẽ dập nốt, mắc may mắn đi. Đỡ phí. Ô, có cái quần này, hay quá. Ui, giỏi ôi, đẹp luôn. Quần này nhìn vẻ sẫm màu hơn đấy. Ô, oh, lại cái gì đây? Ui, tính ra tôi lại được một set đồ gọi là có cái hiệu ứng không đẩy lùi rồi. Xịn quá trời. Này, chơi bời. Dài. Đấy. Ui, xịn luôn. Nó lại là uy tín các bạn. Đây à? Nhìn thấy à? Gì mà nhá. Thanh niên, mấy thanh niên làm gì đấy? Ôi giời, cúp này. Tính ra cúp triệu sức tấn công ấy tôi nhiều lắm rồi ấy. Thôi mà không cần dùng nữa rồi. Yeah, mà giường full obsidian nè. À là lọc, à bed rock đi. Full obsidian. Ghê này. Mày yên tâm, giường obsidian là mình vẫn đào được các bạn. Obsidian là hình như mình dùng cái cúp bed rock là mình đào cái một luôn à. Rồi, ok. Mãi trả ra gì hơn bạn. Trời ơi. Bán xét đồ linh ta linh tinh. Thôi, chắc là mình sẽ về đi chiến đấu thôi. Đấy, đi chiến đấu thôi bạn. Đấy, bỏ. Đấy, tự sát á. Nhảy rằng luôn. Kỹ thuật đấy. Ui dồi, thanh niên nào đào cái gì trên này này. Đấy, gì mà ai đào lùm lên đấy. Uầy, đi rồi. À, đi rồi bắn đi, Tấn công anh em, ok luôn. Tốc độ xíu nhau. À. Rồi, thanh niên cái lộn cổ chết queo luôn. Ây! Trời mình đang bảo thanh niên lộn cổ mình lộn cổ luôn. Trời đất ơi. À, xàm thật đấy. Cười rồi, nhà Lapis xem tội nghiệp thật sự. Tôi sẽ qua lại bạn. Tôi Ngọc Ender mà, nhiều mà. Nhà có gì đâu mà Ngọc Ender. Rồi, ok. À, nó phá được giường. Ui dồi ôi, Oxin đào một cái. Chết queo luôn.
Này nhẹ đây. Uầy, Obsidian đào gõ một cái nhẹ nó vỡ luôn, còn nhẹ hơn cả block đất các bạn. Rồi xong luôn. Rồi ông đi ở nhà, anh Khang đi ở nhà, về sẽ tìm. Ôi giời ơi. Dạ, vàng, màu vàng là của thanh niên nào đây? Đâu biết nè. Ây, ui. Ô này. Ai nhanh là người đấy chứ tán người à? Không, riêng cái cúp mày, ai đấm trúng cái là thắng. Nhà vàng của Zeno ấy. Rồi qua đây. Ờ, sợ gì? Cây nhờ. Ăn, à, ăn, toàn ăn. Không đập trúng rồi nhờ, cay thế ăn, nhờ. Ăn, ăn. Đang ăn mà. Ai? Thôi đi. Căn căn nữa. Kim cương rồi, xong tôi bị phá sửa các bạn ơi. Ui, thế thì mình còn chỉ còn một mạng này thôi à? Úp bài. Thế trả rồi, không sao nào. Không sao bạn ơi. Vừa tầm rơi đúng không? Tôi các bạn tôi. Rồi, mình bắt tường nhá, mình bắt tường nhá. Ui, thế là còn tính đến Zeno còn dưỡng nữa à? Ui. Zeno được lại rồi. Zeno được hả? Thôi cãi đi sang nhà Zeno phát dưỡng đã. Vẫn còn một mạng này mà, trời. Ờ, thì mỗi người cũng... Riêng thanh niên Zeno còn hai mạng. À đâu còn nhiều mạng. Nhiều mạng. Phá đi, vay ơi, phá đi. Này, nhiều mạng mà. Chết rồi, thanh niên chết rồi. Ờ, chưa, nhà Zeno đang... Ờ, đâu thì thi khang rồi. Vẫn lù lù này, trời ơi. Đâu, nhà bọc kim cương là nhà ai? Nhà Vanh, ờ nhà Vanh. Nhà Vanh mất rồi. Ờ thế nhà. Ây, tên như chưa bao chết rồi. Hai người chết rồi. Ờ hai người chết à? Ờ thôi mình thắng rồi. Ờ nhưng mà nhà thế đâu 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 đâu. Còn Dương. À nhà thanh niên thế đâu. Giải ơi, thanh niên Vanh bảo phá giường đi không phá. Rồi ơi, nhà Vàng à. Qua đây. Nhà mà đó. Đúng rồi. Ờ nhà đây. À khoái quá các bạn ơi. Giải ơi, tưởng phá giường là mình cứ đứng đây. Để coi ai gọi. Tôi không kịp bay mà tôi đang để ý bên kia mà. No. Trời ơi, cay thế nhỉ. Ok thì chắc có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Trời ơi. Nói chung là cái đồ Bedrock này thì mình cũng chả biết là sẽ đồ nào VIP nữa bạn ơi, bởi vì là nếu mà chịu sát thương đến từ cái cây cúp đấy thì cũng ăn hit à. Đâm ra là chắc là tùy các bạn, nhưng mà set đồ này chắc là lợi hại nhất bởi vì là nó có kháng để lùi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong Noob Team ấn đăng ký ủng hộ nha, và đừng quên comment các bạn phía dưới, và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.